Thì để không lưu mà có thể quản lý được rất là nhiều máy bay đậu ở trên mặt đất hoặc là bay ở trên trời thì cần phải có sự phối hợp rất là chặt chẽ và chuyên nghiệp giữa hai bên là bên không lưu và bên phi công. Tất nhiên là cần phải kể đến sự hỗ trợ rất là đắc lực từ hệ thống radar hiện đại ngày nay. Và như là các bạn đang thấy ở trên màn hình thì đó là hai trong số các cái hệ thống radar mà không lưu sử dụng để quản lý giao thông hàng không. Cái radar ở phía bên tay phải là dùng để điều khiển giao thông ở mặt đất, còn cái ở phía bên tay trái là dùng để điều khiển giao thông ở trên không. Thì cái thanh mà dẹp dẹp mà màu trắng đang xoay xoay đó thì đó chính là cái anten của cái radar mặt đất. Cái anten này nó sẽ phủ sóng toàn bộ diện tích cái bề mặt của sân bay, và cái sóng này khi gặp các cái vật thể mà bằng kim loại to lớn cỡ một cái xe đổ lên thì nó sẽ phản xạ lại và nó sẽ hiển thị lên trên cái màn hình của không lưu. Thì vào lúc này là cái chiếc máy bay của chúng ta nó chỉ là một cái đốm sáng thôi, chứ nó không có các cái thông tin gì khác thêm. Muốn cho nó hiển thị thêm các cái thông tin khác, ví dụ như là cái console, cái tên của máy bay đó, thì cần phải có sự phối hợp của phi công. Và bây giờ thì chúng ta cần phải xem coi phi công cần phải làm những gì và họ sẽ phối hợp với không lưu ra sao. Thì trước khi mỗi một cái chuyến bay thì người phi công cần phải làm rất là nhiều các cái công việc. Trong đó có một cái công việc rất là quan trọng, đó là Advent 247 Delta, information Delta is Kevin. Clear for your destination via the mode of 3 November departure. Alpha from runway 05 right, squawk 6731. Squawk 6731. Rồi, SWAT 6731 là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ biết liền. Nhưng mà trước tiên chúng ta cần phải điền bốn cái con số này vào trong cái khung này một cái. Nguyên một cái hộp ở chỗ này người ta gọi là cái transponder. Và cái transponder này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong máy bay. Ngay sau khi mà người phi công điền bốn cái con số SWAT code vào đây thì cái hộp transponder này nó sẽ ngay lập tức truyền tất cả các cái dữ liệu của máy bay, của chuyến bay về cho không lưu. Ví dụ như là nó sẽ truyền các cái thông tin như là cái console, cái tên của máy bay nè, loại máy bay nè, đường bay mà máy bay sẽ sử dụng nè, vân vân và một vài các cái thông tin khác nữa. Thì trở lại với cái phần mà mã SWAT code, bốn cái con số mà chúng ta điền vào cái chỗ này hồi nãy, cái điền vào cái transponder hồi nãy. Ở đây thì tôi muốn cung cấp cho các bạn thêm hai cái mã SWAT code rất là quan trọng nữa. Trong cái trường hợp mà máy bay của các bạn bị không tặc thì người phi công người ta sẽ âm thầm chỉnh cái mã SWAT code này về 7500. Khi mà các bạn chỉnh cái SWAT code này về 7500 thì cái transponder ở trên máy bay này nó sẽ chuyển tín hiệu về mặt đất và không lưu ở dưới mặt đất, người ta sẽ tự hiểu là máy bay của các bạn đang bị không tặc. Hoặc là trong một cái trường hợp khác, nếu như mà máy bay của các bạn bị hư hỏng nặng thì các bạn sẽ chỉnh cái mã SWAT code này về 7700. Thì cũng giống như là bị không tặc hồi nãy, khi mà các bạn chỉnh về 7700 thì cái transponder ở chỗ này nó cũng sẽ gửi tín hiệu về mặt đất để báo cho không lưu ở dưới là biết là máy bay của các bạn đang bị hư hỏng nặng.
Rồi, thì bây giờ máy bay của chúng ta đang chuẩn bị tiến vào đường băng để mà chuẩn bị cho máy bay cất cánh. Do hiện tại thì một chút xíu nữa máy bay của chúng ta sẽ cất cánh lên, bay lên cao, rời khỏi mặt đất. Vậy cho nên lúc này không lưu cần thêm một cái thông tin của máy bay chúng ta nữa, đó chính là độ cao. Vậy cho nên lúc này thì không lưu người ta sẽ chuyển qua sử dụng cái dạng radar như thế này. Các bạn để ý kỹ thì cái radar này nó có hai tầng, tầng dưới gọi là và cái tầng trên gọi là. Thì cái radar này nó cũng giống như là cái radar ở trên mặt đất hồi nãy, nhưng mà nó khác ở cái chỗ là nó sẽ tách riêng ra. Tách riêng ra thành hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Cái tầng dưới là dùng để phát hiện các cái vật thể bay có khả năng phản xạ lại cái sóng radar, ví dụ như là các vật thể bằng kim loại to, lớn. Cái tầng trên là nó dùng để nhận cái tín hiệu từ cái transponder ở trên máy bay gửi về. Tất nhiên là cái transponder ở trên máy bay nó sẽ gửi cái tín hiệu độ cao của máy bay về cho không lưu biết. Lúc này thì trên cái màn hình radar của không lưu vẫn chưa xuất hiện cái thông tin độ cao của máy bay. Cho đến khi nào người phi công chỉnh cái nút ở cái chỗ này về cái mục là TARA hay còn gọi là cái mode C, thì lúc này cái transponder ở trên máy bay nó sẽ bắt đầu gửi cái tín hiệu độ cao của máy bay về cho không lưu biết. Cái số 53 này có nghĩa là 53 feet và có nghĩa là máy bay đang ở cái độ cao là 53 feet so với mực nước biển.